With somebody like you. Trên hành trình mới này, Như Bình sẽ đưa quý vị khán giả đến với những tỉnh thành ven biển Nam Trung Bộ, ngắm nhìn những dãy san hô nhiều màu sắc, ngắm hoàng hôn và những con sóng, khám phá những nét độc đáo trong văn hóa và đời sống sinh hoạt của người con xứ biển. Ninh Thuận cách thành phố Hồ Chí Minh hơn 320 km, chính là tỉnh đầu tiên trên hành trình khám phá dải đất duyên hải của Việt Nam đi là ghiền. Một bên là dãy núi Chúa hùng vĩ, bên kia là biển xanh ngút ngàn. Ninh Thuận được mệnh danh là xứ sở của nắng gió sa mạc và thiên đường nho bát ngát ngọt ngào. Cách thành phố Phan Rang khoảng 25 km về phía đông bắc, xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải, bao quanh bởi những chùm nho trĩu quả đang nấp mình dưới dàn lá xanh mượt mà. Phải có một lý do gì đó đặc biệt mà nho Ninh Thuận mới nổi tiếng là độc nhất vô nhị tại Việt Nam và còn được nhiều du khách tìm đến thưởng thức. Hãy cùng với Như Bình dừng chân ghé qua tham quan, tìm hiểu và thưởng thức vị nho ngon, ngọt, nức tiếng tại nơi đây nhé! Xin chào quý vị khán giả đang đến với chương trình Việt Nam đi là ghiền. Và khi mà nói đến Ninh Thuận thì người ta thường nghĩ là ở đây chỉ có vườn nho Thái An, nhưng mà thực sự thì đây chính là thôn Thái An, nơi có đến hơn 1.000 vườn nho lớn nhỏ khác nhau. Và bây giờ thì chúng ta hãy cùng chọn ra một mảnh vườn nho để có thể khám phá trong tập phát sóng ngày hôm nay nhé. Đi thôi. Đây là lần đầu tiên mà Như Bình đi khám phá một vườn nho ở tỉnh Ninh Thuận. Như Bình đang nhờ chị bé dẫn đi khám phá xem là một ngày đi ở vườn nho được như thế nào. Nhưng mà trước khi vô là em thấy có cái đôi dép này lạ quá nè chị. Cái đôi dép này á, lặt lá là đa số là phụ nữ làm. Là người ta đứng cả ngày, người ta với tay lên rất là mỏi tay mỏi cổ. Giờ mình thiết kế cái đôi dép này mình mang vô như vậy là mình đứng lên là nó vừa tầm tay của mình luôn đó, nó vừa tầm tay mình làm như vậy luôn. Dạ, mà em thấy là cũng thời trang quá ha. Cũng đẹp mà. Tính đây chắc cũng thích lắm đó, đúng không chị? Du lịch tới hầu như ai cũng chụp hình. Nếu như mà quý vị khán giả có một dịp đến với Ninh Thuận thì hãy ghé vườn nho của chị bé, chị chủ vườn nho Tina để có thể thử trải nghiệm và một lần mang thử cái đôi guốc giống như mình 20 phân này như thế nào nha. Có 3 vụ cắt ra trái hiện nay là đông xuân tháng 12 đến tháng 1, xuân hè cắt tháng 4 đến tháng 5 và thu đông cắt tháng 9 đến tháng 10. Vụ cuối cùng này cho năng suất thấp nhất vì tháng 9, tháng 10, 11 là những tháng mưa nhiều nhất ở Ninh Thuận. Mỗi giống nho khác nhau sẽ cho ra hương vị đặc trưng, riêng biệt không thể nhầm lẫn. Ở đây là có tất cả là bao nhiêu loại nho chị? Hiện tại vườn chị thì trồng 4 loại. Là nho đỏ với nho xanh, là nho hồi xưa giờ, nho truyền thống chắc mọi người đều biết. Dạ. Thứ hai là có hai loại nho mới, là nho hồng ngón tay và nho kiệu thơm. Dạ. Thì bốn loại nho này nó khác nhau ở điểm gì chị? Nho đỏ nó dễ làm. Dạ. Nó dễ làm mà năng suất cao. Dạ. Một năm nó tới 3 vụ, hầu như là nho đỏ này ở đây người ta trồng rất là nhiều. Thì em có thể làm nho xí mù, nho xí dẻo, ruộng nho, mật nho vân vân là làm từ nho đỏ hết. Dạ. Nên là ở đây là đa số nho đỏ là chiếm diện tích phải nói là 80-90%. Dạ. Nho xanh thì nó một năm nó có 2 vụ nhưng chỉ ăn được một vụ thôi, một vụ từ tháng 2 tới đầu tháng 5. Dạ. Còn như nho hồng ngón tay thì một năm nó cũng có 2 vụ, nho xanh mà có là nho hồng có, rồi cái nho kẹo em ăn vô là em thấy nó thơm cực kỳ thơm mà nó ngọt nữa. Dạ. Nhưng mà nó lại không có năng suất. Thì như nho đỏ là nó sẽ, em nghĩ là sẽ là hơi chua chua ngọt ngọt xen kẽ nhau hả chị? Nếu mà em hái tại vườn á thì có thể là chua chua ngọt ngọt, còn em hái xong rồi em để qua một đêm đó là nó ngọt. Còn nếu mà không biết cách hái thì hái sống thì em để qua ngày mai nó vẫn chua. Còn bảo quản thì là mình bảo quản được bao nhiêu ngày? Cho nho ở Việt Nam mình á là nó có cái phân nho, cái phân trắng trắng này nè là cái phân bảo vệ tự nhiên của trái nho. Em rửa đó là cái trái nho này nứt liền. Nên là ví dụ như mình về, mình mang về đây là tụi chị sẽ đóng thùng lót báo, tỉa trái hư trái đồ ra sạch sẽ, đóng thùng cho em để được ở ngoài được 5 ngày. Đây, để em thu hoạch thêm mỗi chùm nào ngon. Chùm này ngon á, em cắt đi. Em cắt ngay cái cuống nho. Nhưng mà phải cắt xuống dưới đúng không? Cắt ở trên, ở dưới gì cũng được, ngay cuống là được. À, đúng rồi. Đây là lần đầu tiên mà Như Bình được ăn trái cây tại vườn. Vị của nó ngọt, thanh, hơi chua nhẹ thôi, nhưng mà cảm thấy rất là tươi
và mát. Trời nắng thế này ăn trái cây tại vườn quá xá đã. Và bây giờ thì chị bé chủ vườn cũng đã chuẩn bị xong cho Như Bình một rổ trái cây để làm siro nho rồi. Bây giờ xin mời quý vị khán giả hãy cùng theo chân Như Bình đi làm siro nho nha. Bây giờ bắt đầu mình lặt nho. Dạ. Là hồi nãy chị đi rửa rồi. À. Là bây giờ mình chọn chùm nho để nấu mặt á, là không quan trọng màu sắc, chỉ cần nó chín nó ngọt. Trong quá trình mình lặt các em là nó sẽ những trái hư như vậy là mình bỏ ra nha, không lấy nha. Những trái hư này nó đã có vi khuẩn rồi. Em nấu là em để mặt nó nhanh hư. Dạ. Xong là bây giờ mình tới bước bỏ đường hả chị? Mình sẽ trộn đường vô. Đường phèn này nó có tan không chị? Tí mình nấu nước nho đó ra nó tan hết. À. Khác thì người ta sẽ bóp, mà nhà chị là không. Dạ. Tại em bóp là sau này cái nước mặt nó sẽ bị đục. Mình trộn lên nha, mình trộn đều lên. Dạ. Trong quá trình mình nấu trong vòng 3 tiếng là em cứ trộn biết thôi. Nếu quý vị khán giả thích trải nghiệm nấu siro nho tại làng nho Thái An thì hãy đọc mật mã chương trình Việt Nam đi là ghiền để chị bé có thể hỗ trợ hết mình quý vị nha. Cái này là thành phẩm là ra được như vậy đó. Chị pha cho em uống thử nha. Dạ. Vậy là mình sẽ lấy ca nước. Dạ. Đó, nước đá đi. Dạ. Mình bỏ vô. Bây giờ chị rót ra nha. Dạ. Ê, đây chị, chị mời em. Dạ, em mời chị. Mời một người. Em thấy cái vị nó làm sao? Đã. Ngon lắm chị. Chua chua ngọt ngon. Uống đến đâu mát tới đó luôn nha quý vị. Ngon lắm luôn á. Quý vị khán giả hãy đến với Ninh Thuận tại làng nho Thái An. Quý vị khán giả sẽ được thưởng thức mật nho không ngon là không về. Nấu ở đây mà em để ý ngoài kia quá trời khách luôn chị. Đông khách, quá trời đông luôn á. Khách tham quan vườn nho của chị á. Dạ. Vậy giờ em mang mật nho mình nấu mời mọi người hả chị ha? Ok. Dạ. Đi thôi. Em mời anh chị uống thử mật nho từ vườn nhà em ạ. À. em mời anh. Em mời chị. Dạ. Dạ có ngon không ạ? Chị thấy ngon không chị? Chị thấy cũng ngọt nhưng mà không có nghe vị đường nhiều lắm. Dạ, tại vì cái này là làm thuần túy là từ những cái trái nho này. À. Thì chị chủ vườn sẽ lấy nho tươi mới cắt xuống là xong mới thắng là mật nho. Lý do vì sao mà chị lại lựa chọn là đi du lịch xuống vườn nho Thái An ạ? À? Chị đã nghe cái vườn này rất là nổi tiếng. Dạ. Và đây là lần đầu tiên mình được ghé tới đây. Rất là mát và được tận hưởng nho kẹo và nước tại vườn nè. Dạ, cũng ngon đúng không chị? Ngon. Ninh Thuận là tỉnh cung cấp các sản lượng nho tươi lớn nhất Việt Nam, được xem là vương quốc của những trái nho. Trái nho còn cho ra nhiều sản phẩm thơm ngon, bổ dưỡng cho sức khỏe, bổ sung năng lượng và giải nhiệt mùa hè. Ngoài mật nho ra thì nho còn được ủ lên men để làm rượu vang, nổi tiếng trong và ngoài nước. Các loại kẹo mứt làm từ nho Ninh Thuận cũng được nhiều du khách ưa chuộng, mua về làm quà tặng. Và đến đây thì Như Bình phải nói lời chào tạm biệt với làng nho Thái An và chắc chắn là Như Bình sẽ còn quay trở lại nơi đây để có thể thưởng thức những món đặc sản được làm từ nho như thế này. Hành trình đến vùng đất Ninh Thuận vẫn còn nhiều điểm dừng chân mà chúng ta nhất định phải khám phá. Đã đến xứ biển thì chắc chắn không thể bỏ qua cảnh biển xanh và những dải san hô dài hút tầm mắt. Hàng rái thì nước trong xanh hơn những nơi khác, mực nước không sâu nhưng cũng đủ để bạn có thể ngắm san hô. Đứng từ trên nhìn xuống cũng đã có thể ngắm được dải san hô nhiều màu sắc kéo dài ra đại dương. Quý vị khán giả đừng quên khung giờ phát sóng quen thuộc của chương trình Việt Nam đi là ghiền vào lúc 11:50 thứ sáu hàng tuần trên kênh HTV7 và sẽ được phát lại vào thứ tư, thứ năm của tuần tiếp theo. Cũng đừng quên là hãy like, share và comment thật là nhiều dành cho kênh YouTube Việt Nam đi là ghiền, YouTube HTV Entertainment và fanpage của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh nữa nha. Còn bây giờ thì Như Bình phải nói lời chào tạm biệt rồi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào tập tiếp theo. Việt Nam.